Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và trao huân chương bảo vệ tổ quốc. Tham dự tại buổi gặp mặt có Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, dưới phía tỉnh công lâm văn mẫn quỹ viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh quỹ trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bà hồ thị cẩm đào phó bí thư thường trực tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng dân dân tỉnh ông trần văn lâu phó bí thư tỉnh quỹ chủ tịch ủy ban dân dân tỉnh công dự còn có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh quỹ tại buổi gặp mặt lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thông tin về tình hình thế giới và khu vực đọc diễn văn ông lại truyền thống lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời thông tin về kết quả kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị mà tỉnh đạt được trong năm 2022. Nhân dịp này đã thông qua và trao quyết định của chủ tịch nước về việc tặng thưởng một quân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, một quân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì, năm quân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Nhân Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp để ông lại và tự hào về lịch sử dễ dàng của quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong xây dựng phát triển tỉnh nhà, tham mưu làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương như trong công tác huấn luyện diễn tập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Với thành tích này, Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những cống hiến của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh mong rằng Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng đối với các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu chủ tịch ủy ban di dân tỉnh đề nghị bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt chế độ chính sách chăm lo nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta Chiều ngày 19 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua báo cáo trong năm 2022, ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện miễn giảm, gia hạn thuế, phí kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.691.000 tỷ đồng, vượt 19,8% so với dự toán chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, đảm bảo nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế. Tại tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2022 đã thực hiện nhiều chính sách miễn giảm và hạn thuế, phí, lệ phí, đồng thời nỗ lực khai thác tốt nguồn thu. Hầu hết các khoản thu thuế đều đạt tỷ lệ cao so với dự toán. Qua đó, tổng thu ngân sách địa phương đạt 4.770 tỷ đồng, dược 16% dự toán, đáp ứng khoảng 39% nhu cầu chi ngân sách địa phương. Năm 2023, Sóc Trăng đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5 đến 8%, đồng thời xác định 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm và ước thực hiện thu ngân sách nội địa đạt 4.420 tỷ đồng, đồng thời định hướng phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ, chuyển dịch nhanh theo hướng giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng khu vực 2 và 3, góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023.